Đây luôn rồi. Lé thôi. Như đây rồi. Đi. Đi xuống. Ây da. Đây 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 con cầm giùm tôi chút tí. Cầm ở dưới nè. Đó. Tụi rừng nó dính trong mũ. Ủa nó dính trong éo vô quên, mũ dính trong éo. Quyền nó dính mũ nha con. Rồi ba bay dưới dưới đó đi. Nữa. Rồi bả dưới đó đi. Rồi chỉ đi, em tiếp. Con lấy cái cây nhỏ này nè, con chỉ đi. Đâu, vô đâu. Đây. Chỉ được không? Đi. Đâu? À đúng rồi. Tụ gieo cái biến gieo dưới, cái bình gieo biến vô. Đây một cái vơ lóc là giờ nó mệt, đưa tiết kiệm mệt đấy, chỉ xuống. Ê đừng làm cái gì. Đây đó. Sao hậu thành muốn chấm rồi thì mặt xuống néo vậy chi à, mấy cái đây chỉ thà lát nó đi chung luôn mà. Ờ, đây nè, quay chú tí đây, chú tí chỉ gì cho. Đây nè. Bây giờ ngươi nó sắn đi gieo rồi. Cậu làm gì đâu theo. Ủa có này dưới ta. Không được, em mà tiếng không? Không được. Nó bị xeo á, lãi quá. Đi chi á. Nhưng thôi mình giờ mình nếp xuống đây nha. À con có cách rồi. Chú. Sao hai cây nãy con chặt á, thấy hai khúc không? Ủa sao nãy mình lấy hai cây đó mình kịp cụt lại. Chú. Hồi nãy mình lấy hai cây đó mình cụt lại. Cây nào? Hai cây đó. Sao mình lấy vậy hay mình kia cụt hai cây lại. À không. À ừ, đúng rồi, mình cột cái đầu xong cái bóp vô lại. À. Hay nhờ. À. Thì đây là vậy. Ok. Đây đây nè, đúng rồi. Cột cái này xong là bắt đầu mình kịp lại. Đây. Tôi thích sinh tồn như người rừng. Việc danh là tiếng châu Phi. Chặt lòi ở Việt Nam. Ai da, cái vlog này chắc là hơi dài nha mẹ con, vì tiết kiệm mệt quá nên là con không làm chính chu được, con sao quay y xì vậy luôn, một ngày trên đây luôn có thứ như thế nào. Ai da, ai da, ai da, nóng quá. Đây có thèn rồi nè, em nghe tiếng không? Quét sẽ đẻ. Ủa, chỗ chặn cái nó gãy vậy. Rồi ghê đây là làm sao? Ồ đừng có bãi dưới đó lên chưa? Để sắp sao đây?
xe không được. Mình lên kiếm dĩ, dĩ ở đâu ta? Lấy gì cột lại chứ? À, cánh thôi con nè. Bè cánh đi. Bài bén chưa? Rồi, ít thôi. Được, 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 được rồi, được rồi. Đây. Trong rồi đó chú Kiệt chia. Chú Kiệt sẽ đi kiếm cái. À, dây chuối này. Đây, 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 đây. Tước. Ừ. Tước đi. Ủa nó dài gì trong đầu xeo xeo nướng con cái chùa bê cái thôi bê bốn cái thôi đây rồi bốn cái thôi đó đó rồi y xì luôn to hả nem bự vô hả đó đó rồi y bà đây đây cột rửa đi ủa cho cái gieo đâu đây 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 gieo nè nè trẻ chưa có gieo này đi làm đi làm đi còn chua nó làm rồi đây cột đầu đây cột xét vô không cột sơ đây nè chúng ta nó cháy nung nước cháy nói hay cãi à hậu quế của việc cãi là sao hả vậy cái đây sinh tồn chứ gì cái này lên đây gì là đây có người tay ăn tao bỏ gì tao lưa rồi ok đâu để chút coi rồi đó lấy đi chưa đây đây lên quế xe đẻ giờ mình bỏ đi mình không ờ con còn nữa là làm cái đó em mới tiếp đây cái gì sử dụng như này nè đó mình kiểu ghép bóp đây đâu bỏ lên trên hết đi đúng rồi ai xe kiếm cái gì dở như này nè em mới tiếng ủa sao 27 vậy ờ mà lấy mua nhiều mà quế xe đẻ này nướng cho em mấy tiếng ăn con đi kiếm củi nữa em mới tiếng không? Đợi tí đi kìa sẽ đi kiếm củi nha. À, giờ làm sao đây ta? Cho nó đứng như này nè. Đứng như này nó mới... Để chưa? Sắc. Giống như cánh đại bàng ấy. Tiếng này lên như kia đang chặt cây như kia chỗ này nó có cái bóng cây nhìn này nó mát cái cháu lên như này trên kia thì không có người
quá xác là ngon. Lên núi mà chơi kiểu này là thôi chứ bé cháy bò chét không. Rồi sau lưng có tới kia, đây là con suối nè. Đây, mới tắm xong. Mát gơ gớm luôn. Rồi đây nó có cái bóng cây. Đây. Đây. Chiều chiều rồi bên bắp lửa. Đây. Nên là không cái cầm gì, kiểu là thử thách sinh tồn là không cầm gì. Chỉ mua mấy cái này lên xong rồi trên đây có gì là bắt đầu là đấy, giờ em hai tiếng là đi kiếm đó, cây rồi vô. Rồi con làm y chang như này nữa con, xong rồi để chú Kiệt nướng đi nướng. Ok. Ấy xa. Đây bên đây thôi, bên đây thôi. Để nó gì nè. Trời, con lấy cái đế đó đóng vô. Ủa chú Kiều kêu đóng mình bên đây nè. Thôi nữa lên. Ủa nhưng mà bên đây sao? Nè. Lấy lên. Đó. Kìa nó dính đó, dính. Tắt dính két rồi. Lấy cái cây kìa, lấy cục đế kìa, chứ con lấy cái dèo chi. Đấy. Để chưa, dần ươm. Rồi, thử đi. Đó. Rồi, ui, được. Trời. Không ép luôn, ổn. Thấy không? À, đúng rồi. Rồi tiếp con làm kia cái đó nữa đi. Bỏ vô trong này, còn đó chú Kiệt xe. Đi Kiệt xe canh cái này. Để chưa? Đây. Vàng ươm. Mẹ thì view rồi thôi. Quá sẽ đẻ. Này kiểu như mình gác bóp vậy. Đấy. Cánh ghè gác bóp. Để chưa? Đây em tiếng làm tiếp một dĩ nữa. Hả? Đây. Này con nhúng nước ơi. Đây. Ngâm. Ngâm với nước. Bốn cái thôi. Rồi. Đây còn bé cá. Còn bé cá nữa là. Rồi bốn cái làm cái nữa. Thì giờ con kia làm cái đó hai cái thôi, còn tí chờ chừng nào cái này nó chín nữa nè. Chín rồi mình làm tiếp nha. Chơi giòn dễ luôn. Đây em mới tiếng nè. Gieo được không vậy? Ủa sao nó giòn như vậy? Okay. Đây. Ờ con. Để cho tí kia sẽ vô trở này. Ây xe. Ui để chưa. Con vô đây chứ. Hả? Tắm quá lòng. Sao? Tắm quá lòng, cái này như vậy này, tắm quá lòng. Sao đi làm gì á? Hả? Xéo. Đây là có mình con ăn là ăn sao hết. Thì nướng cho đỡ nó hư sao? Thì mình nướng chín luôn. Tí chú Kiệt ăn luôn.
ăn cây ngon. Rồi đây tới chiều mà con lâu ấy, đói bụng á. Để chưa? Cứ ngủ con chuyển lại. Đâu? Kịp bắn luôn. Ờ, cọc đi. Đó, cho nó xét xét vô vậy nè. Rồi. Đây đây đây. Nãy rớt. Ừ, chưa chưa. Ừ. Rồi, bên này. Ừ, cái này nó lỏng. Đây nè. Sao nó hơi cứng vậy con? Đó, ok. Rồi, trở đỡ đây vậy đi, đó. À, con có đi gì đi luôn. Đây còn nhiều. Đây chú bỏ lên trên đây. Rồi. Rồi. Ê. Đây. Trời ơi, bên kia nó nhẹ. Không theo đâu. Đây. Rồi, bỏ lên. Đây, okay. À, còn cái đây con hông như thế này nè. Đây 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 đây. Đây đây. Đây. Đó, 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 đó. Rồi. Đây đây đó. Rồi. Rồi. Mới sẽ để chưa? Rồi đó thì kia sẽ đi kiếm củi. Để đèn thiếu củi không? Làm cái lò bên đây nữa. Chụp phi giữa nhìn nhanh cho nó ngã. Nhìn cái đó chúng ta nó lật xuống. Đó. Ôi giời ơi. Ê, nó dính then. Kèo lên. Đây con bỏ cục đế lên. Đây đi. Bỏ ngay đây nè. Đó, ok. Rồi. Cái này nó sớm chút nó lồng nó mới rớt. Rồi. Rồi, con bỏ đại lên cho nó ấy đi. Nó khô. Cô đừng nó dính đất nha. Đây, rồi. Ok, đó thì kẹt khi đi lấy củi ở phụ em một tiếng. Nó dính nó cháy rồi. Con ngồi con chở đi, đó kẹt khi đi kiếm củi rồi. Thôi đó chú. Thì bỏ lại dưới đây. Tiếng hiện tại bây giờ là nướng. Thì chậm đây một bóp lửa đây. Hiện tại bây giờ cũng đèn trưa nắng luôn. Trời ơi, nói chung cũng hơi đuối. Đây. Dưới đây, cá suối. Bây giờ chậm một bóp lửa thiệt to. Nướng nguyên một con ngừ. À nha, một nguyên con trời. Nguyên con cánh ghè. Rồi đúng rồi. Dưa leo. Dưa cái này là cái gì? Đậu bắp. À. Bắp còi. Đây. Rồi con bỏ ngay đây nè, đúng rồi. Dưa leo để đến tí ăn. Này. Con không lấy dèo con cắt hả? Hả? À thôi khỏi vậy con à, mình xuyên vô một tí mình ăn cái đó. Đúng không? Này, chè khô kìa. Lửa cháy rất là phơ. Cho nó có thèn tí cánh ghè. Đây, cánh ghè đây. Úi, tè.
Đây. Ngồi ăn bên suối này nữa là thôi chứ y chang luôn. Đây. Đó. Nóng quá. Em tiếng thì đang rửa. Tối rất là mát nha. Thời tiết hiện tại bây giờ đang giữa đầu bắc, kia cho nó cháy. Ở bên đây là một cái rừng keo. Trên đây thì suối thì tự trên đây xuống. Đây, em nói tiếng hiện tại bây giờ đang làm được. Xéo. À, cháy lớn để cho nó có then. Đâu để cái gì tiếp kia, quê. Người tiếng đèn làm đầu bắp. Cánh ghè. Cháy như thế này thì mới có then nè. Đây, cánh ghè bên đây thì sắp chưa chín rồi. Tí dọn. Giờ em mới tiếng làm đậu bắp nữa là bắt đầu bảo đây xiên. Đây, cánh ghè thì vàng ươm. Này xe quế xe đẻ. Thì đốt luôn lửa để cho nó có then. Cắm trại luôn. Lý bỏ đầu bắp lên. Cánh nghề lên. Một tiếng thì hái đầu bắp. Rồi con lụm lại con bỏ cho con bì luôn. Còn mình vô đây mình xiên. Đây là tiếng làm. Quay xe đẻ luôn đây. Mùi này. Cho nó cháy cho nó có then. Rồi vô chiên game tiếp, rồi nướng đi. Rồi cái kia nó chín nữa là lấy để ăn là vừa. Tối bụng rồi giờ buổi trưa. Hiện tại bây giờ trưa. Tí ngồi người đó ăn luôn. Quế xe đẻ. Rồi con bãi này nè, con đừng bãi dưới đây nữa nó dính thiệt. Đâu dính đâu. Tí kèo kèo đây, rồi chín rồi nè.
Đó, ok chưa? Chưa? Lắm 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 vô lắm vô. Lắm vô. Mình đã chín rồi, còn 2 tiếng giờ chuẩn bị chưa chuẩn bị nghe chín rồi nè, bây giờ tiếp cái này nữa ăn cho hết nha 2 tiếng. Tí xí lấy đi. Này ngon chưa? Đây còn xiêm ở đây nữa. Đây, em tiếng tí phải ăn cho hết nè. Đây, lại quay bên đây. Coi chừng nó cháy, em tiếng ơi, chở đi. Quế sẽ đẻ. Ai xa. Dưa leo. Mới chết chưa? Bắt nướng ai vậy trời, ủa nó phòng tay sầu bóc luôn cục then luôn. Ủa nó cháy cái tay rồi em, mày tiếng ơi. Ủa bắt ổn chứ tự nhiên em nướng rồi ai muốn bóc vô. Đó. Bởi than trầu. Ăn như người tiền sử luôn. Hai bảy quyết. Xưa bày nay dĩ con. Ồ, nóng quá. Thấy luôn rồi. Cho nó chín. Trời ơi, con đúng gì đó vậy? Ồ, nó phòng mà. Cái chùa. Ô, phòng đây, phòng đây. Hả? Xuống lấy cái lồng bìa bỏ vô mình hấp nè. Theo được không? Ổn không? Phòng cái tay rồi. Hướng đại luôn. Ô ghét đồ chứ, sao bài bén như vậy? Rồi nướng dữ chưa? Đây hai chú cháu nè, trời ơi, đuối không à. Ê, ăn như người rừng luôn á. Ăn thúy à. Ai vậy xe. Trời. Ai ăn. Cháy ghê kìa. Yeah.
thiệt cho cái dĩ tức cái dĩ luôn. Chú ai xe cái gì ủa rất mới dĩ đỡ rất chết đầu nhìn giống cây à. Ừ sao ông lấy ai 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 giấu vậy chú hả? Ủa ai giấu rửa 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 cái gì vậy có à mấy bữa con trai có đâu lúc xuống với chú còn thấy đâu. Ừ. Chú giống chín không ủa cái này then đâu có then đâu nó nóng đâu thụ sắp như đúng rồi. Ai trời ơi thì tôi kiệt nghĩ là chắc cũng chín rồi nè ăn nhiều người rừng luôn ơi ăn khí vậy. Chín rồi chín rồi đúng không đây đây giúp chị đây đồ mở chung về không. Ừ. Đây. À, xe. Đó, bên này của Tí Kiệt. Ăn vô vừa rừng. Đây thì kìa. Dưa. Buổi trưa á. Trưa mấy chú cháu á. À ok, đúng 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 rồi, em nghe tiếng không? Sao vậy? Ừ. Sao đó? Đỡ một bên thôi. Hồng cái tay. Hồng cái tay đâu quá. À đúng rồi, bỏ cái gì luôn đi. Còn bên đây thì đỡ ghê. Dưới đây chú. Đây. Từ. Nó hết nhiều như đó nữa là quê ăn là vừa đói bụng mà cháy thì ghê rồi. Ồ, cháy đi chứ lửa lớn có lửa đầu lớn thôi đi quê kia chiến đi từ từ đâu muốn mất cội con hả đâu bên con suối đây bây giờ tôi chịu xíu que review chỗ ăn đây chỗ ăn nè dưa tôi ghê ốc còi tôi kêu ăn chay nên là ăn ốc còi đừng nó phòng cái tay ăn luôn lòn ăn chứ hai mươi lòn chín rồi giờ đi đeo vào đây đớp. Ai xe để như vậy à muối có muối rồi con ghe đâu con chín không con ghe kia rồi đi đó đỡ nắng nó hư à con gỡ đây đi này cái đít không được chứ này con chó rồi không chó rồi lên lên lấy gì thì muốn luôn em tiếng ơn để quen hả? Ok. Ừ, bỏ này nè.
Ủa chứ cắt không được rồi phải chặt gì? Đừng quăng đi với lại gì nữa, rồi đổ muối này đi. Ngon chưa? Đói bụng quá, đắp mà miếng chay vậy. Đổ qua đây nè. Đổ chảy. Chú mày lé. Đổi lại đi. Đổi qua đi. Để chưa? Ai xa. Ôi, còn chín không? Sao? Lấy cái dĩa ra luôn con, bà này nướng luôn. Rồi rớt kìa, Thôi ăn đi. Đứt tay. Kia cái hũ nhựa kìa. Rửa đi. Ây chà, đẹp quá, đắp bên dừa. Nghe tiếng dừa nè. Mãi trên bờ ấy, cắt đứt chân á. Mày quên. Đây. Đây con ghê đây. Ăn đi em tiếng. Ngon quá. Thì con suối nha. Cắt cho chú tôi cái miếng dừa ấy. Nè. Cắt miếng muối, ăn ghè đi. Ngon hả chú? Ui da. Chín chưa vậy? Rồi. Đúng rồi, ăn cho mình lấy cái xương á. Nhồn núi. Đủ combo luôn. Ngon chưa?
ngon không? To chứ. Ui đẻ đúng không? Cái vua chứ. Đây hiện tại bây giờ là mấy chú cháu nè. Đây là tiếng sang hết mấy ghè đây. Cái chuyện sang đây. Ngồi một tí là đi nhiều bữa cua. Là do điện cho máy hết pin rồi. Nên là rất là không nhiều bữa cua được. Nguyên một ngày. Cái chỗ này cuối đây đây thực hiện là video tiếp theo đây thì mấy chú cháu này sẽ ăn ra em là tiếng này ăn cho sáng rồi đói bụng.